Chó mẹ điệu con ra phố bán. Vì không nuôi nổi đàn chó, người chủ đã để chó mẹ điệu hai chú chó con trên lưng ra phố bán. Ngày 29 tây tháng 11 năm 2013, một cô chó mẹ lông vàng điệu hai chú chó con lông trắng hai bên. Trên lưng gắn tấm bảng ghi chữ bán với giá 1.500 tệ, hơn 5,2 triệu đồng. Theo sau còn có một chú chó đen trông giống như vệ sĩ xuất hiện trên đường phố Quảng Châu, Trung Quốc đã khiến nhiều người qua đường chú ý. Được biết đây là chó cưng của ông Trình, chó mẹ đã được 4 năm tuổi, còn hai chú chó con mới được 2 tháng tuổi. Do điều kiện kinh tế và chuẩn bị phong thấp nên ông Trịnh không nuôi nổi đàn chó. Ông muốn bán mỗi chú chó con với giá 1.500 tệ, hơn 5,2 triệu đồng. Về việc chó mẹ điệu chó con trên lưng, ông Trịnh cho biết, làm vậy chủ yếu để chó con không bị tổn thương móng vuốt khi đi trên đường phố. Trước đó, ông Trịnh đã bán 3 chú chó con khác. Trăng lột xác hút triệu view chỉ sau vài giờ, mạng xã hội cười mãn nhãn, người chỉ trích thậm tệ. Màn lột xác của loài trăng pollen quý hiếm khiến người xem không thể rời mắt, mang đến cảm giác vừa mãn nhãn lại vừa hồi hộp cho đến những giây phút cuối của đoạn clip. Bạn đã bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh loài trăng hoặc loài rắn lột xác? Chắc hẳn không ít người đã từng nhìn thấy lớp da khô rắn trăng bỏ lại sau khi lột xác, nhưng hiếm khi có thể xem cận cảnh diễn biến của khoảnh khắc này. Đó thực sự là khoảnh khắc khiến ai nấy phải nín thở theo dõi. Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh loài trăng pollen quý hiếm lột da với sự hỗ trợ của con người. Ngay lập tức, màn lột xác này đã nhận được hàng nghìn lượt thích, gần 3,5 nghìn lượt chia sẻ và màn bình luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Hình ảnh lớp da của con trăng được lột từ từ, dần để lộ ra mảng da màu xanh sẫm óng ánh, mang đến sự mãn nhãn cho người xem. Đây là một loài trăng lớn, nên quá trình lột xác của nó diễn ra cũng khá lâu. Đáng chú ý nhất vẫn là những bình luận thẳng thắn chỉ trích hành động con người ép con vật này lột xác. Theo đó, nhiều người cho rằng quá trình lột xác là theo chu kỳ tự phát triển tự nhiên của loài rắn. Thế nên việc con người tác động thúc ép quá trình lột xác có thể gây đau đớn và tổn thương da cho loài động vật này. Tại sao lại được làm như thế? Con trăng sẽ tự lột xác khi nó muốn. Thật kinh khủng, rõ ràng nó vẫn chưa sẵn sàng. Ai thấy thú vị vậy, tôi chỉ thấy sự ngược đãi kinh tởm. Thật tội nghiệp cho một con vật đáng thương này, nó sẽ tự thay da khi đã sẵn sàng, chứ không phải là cách ép buộc như thế. Đến thời điểm hiện tại, đoạn clip này đã nhận được gần 1 triệu lượt xem. Những bình luận tranh cãi trái chiều càng khiến nó nóng hơn bao giờ hết. Còn bạn, sau khi xem đoạn clip đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng này, bạn có cảm nhận gì? Nhà vệ sinh đáng sợ nhất thế giới chỉ dành cho ai dũng cảm? Nhà vệ sinh ở dãy núi Altai Siberia, Nga nổi tiếng là nhà vệ sinh đáng sợ nhất trên thế giới với thiết kế treo leo và trông cực kỳ thiếu an toàn ở độ cao 2.600 m so với mực nước biển. Bạn có biết rằng nhà vệ sinh đáng sợ nhất thế giới không phải là nhà vệ sinh bị nguyền rủa, bị ma ám mà là một nhà vệ sinh hoàn toàn bình thường? Đó chính là nhà vệ sinh ở dãy núi Altai Siberia, Nga. Nhà vệ sinh này hoàn toàn giống như bao nhà vệ sinh khác. Chỉ có điều nó nằm nhô ra vách đá cao khoảng 2.600 m so với mực nước biển. Nổi tiếng là nhà vệ sinh đáng sợ nhất thế giới, những người sử dụng nhà vệ sinh này chỉ vỏn vẹn có 5 người, là những nhân viên làm việc tại đài quan sát thời tiết Karatuyresh ở Nga. Thực chất vì tọa lạc treo leo ở vùng núi quanh năm mây phủ, khi mùa đông đến tuyết trơn trượt, ngay cả các nhân viên ở đài quan sát cũng rất khó đi bộ ra đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên đổi lại thì phong cảnh phía dưới nhà vệ sinh quả thực là rất tươi đẹp và hùng vĩ. Và nếu đủ may mắn trên đường đi vệ sinh, bạn sẽ nhìn thấy đỉnh của cầu vồng tuyệt đẹp như thế này. Sau khi nhìn thấy nhà vệ sinh rùng rợn này, nhiều người cho biết họ không bao giờ dám sử dụng nó vì quá nguy hiểm và thiếu an toàn. Có lẽ phải là người dũng cảm lắm mới dám sử dụng nhà vệ sinh độc đáo này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.